Bây giờ như này nhá. Cắt cơn tí tí canh nhỉ? Đúng rồi, cắt cơn đi. Cắt cơn em. Cắt cơn rồi, cắm vào bước. Ba cắm này, ba ba nhá. Mời cả nhà nhá. Cắt cơn em tiết canh này ai à? Tránh cái bao. Mời cả nhà nhá. Đây tiết canh sẵn được. Đến mua gấp. Tiết canh đến mua gấp này nhà biết rồi. Mỗi tuổi là thiếu em. Vịt mình cũng rắc cho lịch sự. Anh à, từ xưa là không được ngồi trên, ngày nay thì quản anh Tuấn vẫn giữ cái đấy mà. Chuyển bớt thịt sang đấy Tuấn. À, bão lũ đó sẽ đến mình. Anh em, mời cả nhà nhá. Cắt cơn em tiết canh. Mời anh em nhá. À, mời anh em nhá. Anh em thầy. Anh em tránh bao cái gì nhỉ? Tu gà. Ừ. À, tim em. Ừ, tiết canh đầy khoảng. Ừ, chi. Rồi, không để rồi, vẫn đồ ăn. Ba cho để ăn cơm nhá. Ba cơm đi luôn. Chơi. Em ơi. Em. Chơi nào. Đây có 2, 4, 5 anh em. Một con gà, một con vịt. Nội đúng không? Quán nghệ. Đây. Thôi được rồi. Ăn nhiều đi. Đi. À, các cơn em bảo nhá. Lúc anh giới thiệu thì dần dần cắt cơn em màu. Quay để cắt cơn em màu. Rồi anh em nhá. Rồi mọi người nhá. Đấy, cắt cơn em màu. Ấn nước bọt nó chảy vào bát. Nước chấm. Bát không dám thế này. Chấm thêm một chấm nước. Đây mà bà mẹ đi ăn cơm. Bà mẹ đi ăn cơm. Ăn là ngủ luôn đấy à? Báo về chỗ này mà ngủ rồi lại. Đó, cộng mái giờ không được. Bây giờ như này nhá. Cắt cơn tí tí canh nhỉ? Đúng rồi, cắt cơn đi. Cắt cơn đi em. Cắt cơn rồi, cắm vào bước. Ba càng này, ba ba nhá. Không bát được rồi. Mời cả nhà nhá. Cắt cơn em tiết canh này ai à? Tránh cái bao. Mời cả nhà nhá. Đây tiết canh sẵn được. Để mua gấp. Tiết canh để mua gấp này nhà biết rồi. Mỗi tuổi là thiếu em lại. Mời em lại. À con chú gà đây. Ôi dồi. Có cây á. À đây chú gà đây. Chẳng phải cái đầu cánh ấy. Cái cánh ấy. Cánh ấy đâu. Đâu. Đây luôn, cải lá sao, bông bằng. Chanh nhé, bằng em. Thằng em hôm nay nó bằng gà, nó vất vả nhất. Bông ở tiết canh. Bông gà, bông tiết canh. Bông gà, bông tiết canh.
tối là bao bao tiệc làm miếng tích canh ấy. Đây rồi, tí nữa ông làm gì sắp cơm luôn mà sao anh em tích canh ở phải sắp cho anh tí chanh này để làm miếng nó mị đâu ạ. Người ta gọi đi đó đi à, đi đạn cầy để ngày buồn đấy. Thanh niên tình nguyện này khó lắm nhưng mà cuối cùng là bão là ông phải hoãn hết. Ăn trước được kia rồi. Rồi, chào anh em nhá. Cắt luôn em mày, gặp mày anh em về lốc luôn, những cái anh này phải gắp luôn. Đấy, thì ra ngoài được gắp. Quá. Gắp rồi, cái cành cần gắp rồi. Ừ. Đây. Mọi người nhá. Làm được hơn đó. Đấy là hơn đó. Vài đứa đủ hết đi. Này, đây bảo nói bảo phép như sâu lạc được mà. Đây, cái cành gắp này. Đầu kinh. Mời anh em nhá. Cắt này, không ăn được gì mà. Cần Sài Gòn. Ông ơi sao không uống nhắn rượu, cái canh. Cái canh đây, mười mấy bát này. Đang định trèo lên cây khế nữa thì ba con trèo lên. Nhìn thấy ba con quả nó thấp thấp. Chín toàn. Đắt đi nào ơi. Đắt đi em. Đúng nghe anh, tháo xuân đó chưa? Có... Bắt đầu ngồi nha. Có mấy con bọn tôi bắt hết rồi. Nhá. Ông lần này đi ra đây luôn đấy. Chú đồng à? Tắt chết rồi. Chú đồng à? Đồng 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 bút. Sao làm cắt thi đồng khởi? Sao làm mày đồng khởi đấy? Đầu quá rồi. Trong khu đồng. Chắc an toàn chẳng an toàn không ngồi thì chú an toàn nghe.